Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Kiến thức tổng quát của VNTV buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào mùa thuế, khai thuế cho năm 2011 và Vân Anh xin mời quý vị gặp gỡ với chị Nguyễn Phương Anh từ văn phòng Fortitude Professional Services, văn phòng chuyên lo về những dịch vụ về kế toán, thuế vụ cũng như là business cho cá nhân cũng như là cơ sở thương mại tại San Diego của chúng ta. Vân Anh xin chào chị Phương Anh. Xin chào Vân Anh. Và xin chào quý vị khán giả của đài VNTV. Chị Phương Anh, văn phòng của chúng ta là lo tất cả những dịch vụ về bookkeeping hoặc là kế toán cho cả cá nhân cũng như các cơ sở thương mại, phải không chị? Dạ, thưa phải. Ngoài cái dịch vụ thuế đó thì mình còn làm mấy cái như là lương bổng cho nhân viên. Đúng rồi. Rồi khai những cái report mà định kỳ cho các xưởng hoặc là các business. Dạ vâng. Và cũng như là mở những cái business hay là close, đóng mấy cái business cho người ta. Quý vị muốn mở một cơ sở thương mại, quý vị cũng có thể đến văn phòng của chị Phương Anh và chị Phương Anh sẽ hướng dẫn quý vị cũng như giúp đỡ cho quý vị. Thưa quý vị, thường thường khai thuế đó chị Phương Anh thì ai cũng muốn mang tiền về nhiều trong những cái mùa thuế đó, nhưng thưa quý vị, một điều rất là quan trọng, chúng ta mang tiền về nhiều nhưng mà phải theo luật định. Và một cái điều rất là quan trọng, chúng ta tìm được một người chuyên viên có nhiều kinh nghiệm và tận tâm để mà lo lắng chúng ta. Thì một lần nữa Vân Anh xin được giới thiệu với chị, với quý vị, chị Nguyễn Phương Anh. Chị là MBA cho accounting, chị đã làm việc trong lĩnh vực này rất là lâu rồi. Và khi mà nói đến mùa thuế đó chị Phương Anh, thì Vân Anh hay thấy là có những cái form như là 1040 Easy, 1040 rồi 1040A. Như vậy một cách ngắn gọn, chị có thể cho biết là sự khác biệt giữa ba cái form này thưa chị? Dạ đúng rồi, có ba loại form. Thì nếu như mà quý vị mà không có biết là mình nên làm loại form nào á, thì cách chắc ăn nhất á, là dùng cái form 1040, cái đó là cái form long form. Yeah. Nhưng mà thường thường á, mấy cái form mà 1040 easy, đúng như cái tên của nó là chữ easy, easy á, rất là, dễ. Là cho những người nào là chỉ có W2 mà họ không có con cái gì hết. Yeah. Và họ sẽ khai như là single hay là married jointly. Yeah. 1040 A đó thì nó ở giữa hai cái. Yeah. Nó cũng simple, nó gọi là short form. Thì những người mà có thêm về có con cái thì giống như cái easy là phải dưới 100.000, thì những người mà dưới 100.000 mà vẫn có con cái có thể khai những cái credit cho con cái thì dùng 1040A. Còn 1040 mà long form á là những người có business, những người lương trên 100.000 và muốn khai tất cả những credit nào về con cái, về người già cả và về business của mình, thì hay là cái itemized deduction thì mình dùng cái 1040. Thưa chị, thường thường khi khai thuế thì chúng ta sẽ có những cái deduction giống như chị nói như vậy đó. Thì với những quý vị khán thính giả thân theo dõi chương trình của chúng ta mà có stock đó chị, thường thường thua stock nhiều lắm. Thì những cái thua lỗ về stock đó chúng ta có trừ thuế được không thưa chị? Dạ được thưa chị Vương Anh. Nếu mà mình cái tiền thua lỗ về stock á, trước nhất á, là họ trừ vô cái tiền mà mình lời về stock. Thì có những cái stock mình lời, có những stock mình lỗ. Thì họ trừ vô đó trước. Sau đó là mình có được quyền khai lỗ up to 3.000 đồng. Rồi còn số còn lại nếu mình lỗ hơn 3.000 đó thì cái số lỗ đó phải đưa qua năm tới. Về nếu nói về stock là xin phép chị Phương Anh được nói thêm một cái là có rất nhiều người khi thấy mà stock đang xuống đó, yeah, thì mới nói ồ vậy tốt quá, bây giờ mình có cái stock đó, bây giờ mình bán đi để mình khai lỗ, rồi đồng thời qua ngày hôm sau mình mua lại. Thì mình vẫn còn được stock nhưng mà lại được khai lỗ. Thì IRS họ rất biết cái đó. Họ có một cái luật gọi là wash sell. Thì nếu như mà trong vòng 30 ngày khi mình bán stock lỗ, 30 ngày trước hoặc 30 ngày sau, thì cái tiền lỗ đó mình không được quyền khai lỗ. Và một điều rất, rất là quan trọng, chúng ta cần phải có một người nhân viên chuyên minh để mà chúng ta khai cho đúng luật lệ, phải không chị? Chứ không ai muốn bị IRS làm phiền hết đó quý vị. Thưa chị, khi mà nói đến khai thuế thì ai cũng trong chúng ta cũng biết là ai cũng có cái donation, tức là làm việc thiện nguyện, hoặc chúng ta đi nhà thờ, chúng ta cúng chùa, hoặc là chúng ta bỏ vào quỹ của nhà thờ. Thì thưa chị, như thế nào để những cái donation đó của chúng ta được khai thuế lại? Tại Vân Anh thấy có người nói là có người lấy lại được, có người không lấy lại được. Dạ, cái donation đó là mình phải cho những cái cơ quan thiện nguyện. Yeah. Mà chắc các quý vị cũng có nghe đến cái từ là 501c hay là tax exam á. Yeah. Thì những cơ quan phải được tax exam. Yeah. Chỉ trừ như nhà thờ hay là chùa thì mình không cần cái tax exam, mình cho là mình được trừ thuế. Nhưng mà cái mình chỉ trừ khi nào là mình có itemized deduction thôi. Đúng rồi. Mà với lại mình cần điều quan trọng nhất là quý vị nên giữ cái receipt. Giấy receipt rõ ràng. Tức là những người, nếu mà quý vị mà khai
1040 easy thì không có deduct được những cái donation đó, phải không chị? Thưa chị, một câu hỏi nữa là thí dụ như mình đi ra ngoài mình làm business thì chúng ta phải trả tiền rent cho cái office, nhưng mà thí dụ như Vân Anh có một cái office làm ở nhà thì mình có deduct được cái đó không thưa chị? Dạ thưa được, chỉ trừ cho cái childcare đó thì nó hơi khác. Nhưng mà tất cả những cái business khác á, là mình muốn để được deduct á, mình phải có một cái phòng riêng. Mà phòng đó là lúc nào mình cũng chỉ dùng cho business hay không thôi. Và khi mình trừ, mình được trừ tiền nhà, mình được trừ tiền insurance, được trừ tiền thuế nhà, được trừ hết á, tiền phone này kia. Nhưng mà mình phải lấy là cái, ví dụ như cái square footage của cái văn phòng của mình á, chia với cái square footage của nguyên cái nhà, thì qua bao nhiêu phần trăm, nếu mà là 10% á, thì là tất cả những cái deduction, những cái expense của nhà mình á, mình được quyền khai thuế 10%. Dạ vâng. Thưa quý vị, hồi nãy trước khi mà đi vào cái show của chúng ta ngày hôm nay á, chị Vân Anh có chia sẻ với Vân Anh về cái một cái điều mà cần chú ý là về nhà của mình, depreciation đó chị có thể nói thêm về điều này. Depreciation đó, tại vì quý vị, mình có rất nhiều người là cho mướn nhà. Dạ. Mà mình cứ nghĩ á, mình cho mướn nhà là mình phải depreciate nhà, cái gì mình bỏ vô business đều là depreciate hết. Nhưng mà có cái rất nhiều người nghĩ bây giờ mình depreciate nhà thì giá trị nhà nó xuống, thì chừng mình bán mình bị capital gain nhiều, thì họ nói vậy thôi mình đừng depreciate, đợi tới bán đi. Nhưng mà luật thuế đó, khi mình cho mướn nhà mình phải depreciate nhà, và nó nói là cái đó là allowable depreciation, là nó cho phép mình depreciate. Mình không depreciate nó vẫn tính là mình depreciate, thành ra mình nên depreciate. Chứ đừng có đợi tới mình bán nhà đó thì mình sở thuế nó tự động nó cho assume là mình depreciate. Thật ra nếu quý vị nào mà có cho mướn nhà mà quên depreciate á, mình có được 3 năm để mình backdate lại, có nghĩa giống như là mình amend cái tax của mình. Đúng rồi. Để mình tức là chúng ta chưa có là khai thì chúng ta vẫn có thể khai lại được thưa quý vị. Một lần nữa cho Vân Anh sẽ được giới thiệu đến quý vị là chị Phương Anh, Nguyễn Phương Anh, là một chuyên viên thuế vụ cũng như là accounting. Chị là MBA, văn phòng của chị nằm ở 4238 Elkhorn Boulevard, ngay trong khu rất là đông đúc của người Việt của chúng ta. Quý vị thấy là chị Phương Anh nói chuyện tiếng Việt rất là sành sỏi, cho nên quý vị có tất cả những cái thắc mắc về dịch vụ thuế vụ, accounting, billing cho cá nhân cũng như cơ sở thương mại để chúng ta có thể yên tâm cả một năm là chúng ta khai thuế đúng. Mời quý vị hãy gọi ngay cho chị Phương Anh 858-231-1647, 858-231-1647, quý vị sẽ được trả lời tất cả những câu hỏi thắc mắc. Thưa vậy thì thưa chị, trong cái thời gian mà chị làm việc vừa qua thì chị có nhiều khách Việt Nam của chúng ta đến với văn phòng chị chưa chị? Dạ, Phương Anh có văn phòng ở trên Parkway, thì phía trên Parkway cũng có một số khách Việt Nam và khách ngoại quốc. Và đồng thời ở dưới vùng dưới East San Diego này á, thì văn phòng có hợp tác chung với lại anh Triều Thành và chị Lucy Nguyễn ở trên đường El Cajon, một người đầu này người đầu kia. Đúng rồi. Thì có hợp tác chung với hai văn phòng đó để khai thuế. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì nếu mà quý vị có dịp đến với hai văn phòng của anh Triệu Trung Thành cũng như là Lucy Nguyễn phải không chị, thì cũng có cái dịch vụ khai thuế với chị Phương Anh Nguyễn. Quý vị yên tâm là hồ sơ thuế vụ của quý vị được chăm sóc chu đáo. Và 2 phút cuối cùng, Vân Anh xin nhường cho chị có những cái lời gì đến quý vị khán giả mà chưa khai thuế thì nên chuẩn bị như thế nào? Khi đến khai thuế thì mình phải chuẩn bị hết sẵn giấy tờ để cho người khai thuế phải không chị? Dạ, rồi khi mà chúng ta đến khai thuế thì nhất là tất cả những W-2 hay là ngay cả những cái về mấy cái giấy tờ nào mà mình nhận được từ hãng xưởng hay từ nhà băng mình đều đem theo. Và đồng thời có những người á mà có làm business á, thì cứ đem theo cái checkbook, chứ đem theo mấy cái statement thì chúng tôi sẽ, nhiều lúc họ không có giữ receipt á, thì chúng tôi sẽ go through cái quay cái mấy cái checkbook với lại mấy cái statement để coi, để giúp cho họ trừ thuế cho cái business của mình. Thưa chị, cái ngày cuối cùng hạn mà để chúng ta khai thuế thường thường là ngày 15 tháng 4 phải không chị? Dạ. Nhưng mà năm nay bên anh nghe nói nay extend. Thì 15 tháng 4 nó nằm rớt vào trong ngày cuối tuần đó, thành ra nó extend qua tới. Thưa quý vị, và có một lý do gì đó mà chúng ta không khai thuế kịp đó thì chúng ta có thể extend, thì quý vị nhớ là phải khai cái form đó phải không chị? Dạ, dạ mình có thể. Nếu mà mình quên mà mình không có khai cái form đó mà mình khai trễ thì mình có bị phạt gì không chị? Thì mình có thể bị penalty, nhưng mà có cái là nếu quý vị có lỡ đó, có nhiều người là quên khai mất thuế cả nguyên một năm sau, 2 năm sau quên khai thuế đó. Chị văn phòng cũng có thể giúp cái việc khai thuế. Thưa quý vị, một lần nữa tất cả những cái thắc mắc của quý vị, dịch vụ về thuế, về accounting, billing cho cá nhân cũng như cơ sở thương mại, một lần nữa xin gọi ngay cho chị Nguyễn Phương Anh 858-231-1647. Chúc quý vị sẽ lấy được
thật là nhiều tiền trong mùa thuế này. Chúc cho chị Phương Anh thật là thành công và có nhiều đồng hương của chúng ta đến với văn phòng của chị. Cảm ơn chị lắng nghe của quý vị ngày hôm nay. Cảm ơn chị Vân Anh.